Hello, chào bà con. Chào quý vị, lại là Sơn Sàm đây. Lại là mặt mốc của Sơn Sàm đây. Rồi, ok, một cái clip nhỏ nhỏ. Ngày hôm nay Sơn Sàm muốn chia sẻ với tất cả vấn đề về Khoa Búp cũng như là Johnny Đặng và Vương Phạm nha quý vị. Đây là một cái vấn đề đang hot trên TikTok cũng như các cái nền tảng mạng xã hội. Và tối nay bà Nguyễn Phương Hằng bà cũng live stream về vấn đề này ha. Rồi hôm nay Sơn Sàm sẽ nói sơ qua cái vấn đề này chút xíu theo quan điểm cá nhân của mình nha. Ok. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, giờ gặp lại nhau cho tốn mấy trăm ngàn. Tôi nghĩ anh vui, tôi mời anh đi nhậu. Nhậu rượu anh chê, anh đòi đi uống bia. Nhậu ở quán quen, anh kêu mồi chóng mặt. Nào là ba ba của đình với tôm càng. Tôi nghĩ anh bao nên tôi ngồi tôi nhậu. Nào ngờ nhậu xong anh bỏ lại mình tôi. Anh ơi, anh là nhà giàu, còn tôi thì nhà nghèo, tiền bạc đâu có bao nhiêu. Vậy mà tại sao anh lên xe anh giọt để một mình tôi bơ vơ. Vậy là từ nay anh đừng qua tôi nhậu. Bạn bè gì đâu, anh chơi xấu quá trời. Thôi chắc từ đây không bao giờ gặp lại. Bạn bè gì đâu, chỉ thấy sợ mà thôi. Bạn bè quá sợ cuộc đời hả quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là những cái bài hát vui về bạn thân, bạn nhậu thôi nha. Còn trong cái vấn đề ngày hôm nay là cái bạn làm ăn nha quý vị. Bạn làm ăn, mối quan hệ của Khoa Búp và Johnny Đặng là bạn làm ăn nha quý vị. Mà cái này cũng không phải là bạn luôn, không phải là bạn nha quý vị. Chúng ta có thể theo dõi trên cái kênh của Khoa Búp là Khoa và Johnny Đặng không phải là bạn, chỉ là Khoa Búp đi qua Mỹ và tình cờ thì được dắt đến để làm quen đó, và mới biết đây thôi, và họ kết hợp vào để mà làm ăn. Kính thưa quý vị, cái drama này nó xảy ra thì rất là nhiều người thông cảm, đồng cảm với lại Khoa đó, và cho rằng Johnny Đặng là người xấu xa bị ổi đúng không, đó là thánh bú liếm đúng không, là gọi là này kia kia nọ đó. Sau đó thì anh Vương Phạm cũng nhảy vào và lên tiếng ủng hộ Khoa đó. Nói chung thì nhiều người rất là thương cảm, thương mến cũng như là chia sẻ với Khoa, nó binh là Khoa rất là nhiều đó. Còn tất cả những cái chỉ trích rồi những cái dư luận rồi những cái búa rìu hay là đá ném đá đồ là đổ vào Johnny Đặng hết. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của Sơn Sàm nha, cái này là theo cái ý nghĩa cá nhân của tôi thôi nha, thì đây là rất là có khả năng đây là một cái màn kịch đó quý vị, một cái màn kịch rất là hoàn hảo luôn và rất là cao cờ cao kiến luôn, tính từ trước luôn nha quý vị. Sao cái drama này được cái gì, được cái gì ha? Đó thì chúng tôi thấy rằng hiện tại bây giờ thằng Khoa Búp cũng không có mất cái gì cả, đúng không? Đâu có mất gì đâu, tính ra nó vẫn còn lời. Bây giờ nó vẫn còn lời, nó lời rất là nhiều đó nha. Nó bỏ ra có 2 tỷ mấy thôi, 2 tỷ 3 nó mua thôi. Và bây giờ nó bán lại thì nó cũng vẫn còn lời, nó không mất. Cái thứ hai nữa, Johnny Đặng thì được rất nhiều, cũng được rất nhiều. Được rất là nhiều nha. Rồi thằng Vương Phạm cũng được rất là nhiều luôn. Được là gì? Được bú phim, được rất là nhiều người ủng hộ, rất là nhiều người biết tới đó, và nó này kia kia nọ các kiểu. Thì trong cái vấn đề này tôi nghĩ đây là một cái sự sắp xếp trước đó quý vị, một cái sự sắp xếp trước. Và cái người mà thiệt hại là ai?
cái người thiệt hại chính là khán giả, fan, những người đổ tiền vào mua cái đồng coin này. Đó mới gọi là những người bị thiệt hại đó quý vị. Và sau lưng đó có thể họ ăn chia nhau, họ ăn chia nhau. Và như chúng ta đã biết thì Johnny Đặng thì ổng ở Mỹ mà, ổng đâu có về Việt Nam nữa đâu. Đó, ổng mất gốc rồi. Và cái đối tượng khách hàng của ổng là người nước ngoài. Đối tượng khách hàng của ổng là người nước ngoài. Ổng đâu cần Việt Nam, đâu cần thị trường Việt Nam đâu. Bây giờ mọi người cứ ném đá ổng này kia kia nọ rồi quay lưng với ổng thì ổng đâu quan tâm. Tại vì khách hàng của ổng đâu cần Việt Nam, ổng cần nước ngoài thôi. Đúng không? Nhưng mà cái qua cái vụ đồng coin này ổng kiếm được một mớ, ổng kiếm rất là nhiều. Đúng không? Cái thị hiếu của ổng là toàn người nước ngoài không. Và thậm chí bây giờ ổng chấp nhận bị ném đá, có nghĩa là cộng đồng Việt Nam mình tẩy chay ổng. Cộng đồng Việt Nam ổng tẩy chay, nhưng mà tẩy chay thôi, đúng không? Cứ tẩy chay nhưng mà ổng đâu có ảnh hưởng gì công việc của ổng đâu. Đó. Và cái vụ này nó là nó hot ở Việt Nam thôi. Đó, và fan Việt Nam thôi, đúng không? Chứ nước ngoài người ta cũng đâu có quan tâm. Đó, còn Vương Phạm á, Vương Phạm thì cũng qua cái vụ này nó cũng được nhiều người biết tới hơn. Và những cái đánh giá về Google á, đó, những cái đánh giá ở trên cái Google về cái cơ sở của ông Johnny Đặng này á, thì Vương Phạm có thể dùng những cái chiến lược kinh doanh quảng cáo để mà gỡ hết những cái đánh giá này, có thể là cái này là bên được, bên được hết. Còn thằng Khoa thì đương nhiên sẽ được rất là nhiều sau cái vụ này, nếu như họ thông đồng với nhau, đúng không? Nếu họ thông đồng với nhau dựng lên một cái màn kịch như thế này, họ cũng được rất là nhiều. Đặc biệt trong một cái clip mà tôi thấy Khoa Búc nó làm mới đăng ở trên cái kênh của Khoa Búc đó quý vị. Đó, Khoa Búc nó nói rằng là hiện tại nó đang bị truy sát, nó đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Và nó nói là hiện tại có rất là nhiều người đang tìm kiếm để thủ tiêu nó, và đặc biệt là cái tụi da đen. Cái tụi da đen nó sẽ thủ tiêu nó, cho nên nó sẽ quyết định nó đi trốn. Nó đi trốn và nó nói rằng nó sẽ qua bên Alaska. Đó, qua Alaska để làm chi? Tại vì cái khu đó là ở Alaska là nó rất là lạnh. Lạnh là cái tụi da đen nó sẽ đến đó và nó không chịu được lạnh. Vậy trời, có đời nào mà bà con thấy kêu đi trốn mà. Đi trốn mà lên clip nói cho người ta biết là cái chỗ mình trốn không? Đúng không? Đúng không? Cái kiểu này giống y chang như kiểu của Tỉnh Thất Bồng Lai đó quý vị. Y chang như cái kiểu của Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, cái đợt mà ông Thắng bà Mai tới tìm Diễm My đó quý vị. Đó, rồi bắt đầu mấy sư thầy này. Bà con ơi, chúng tôi đang trốn. Hiện tại chúng tôi đang trốn ở trong một cái nhà này, nhà kia. đang trốn mà lại livestream up lên kênh cho người ta biết, đúng không? Và trong này nó có một cái sự sắp xếp rõ ràng luôn. Đó, đó là quan điểm cá nhân của tôi thấy như thế nha. Đó, ai ném đá tôi chịu. Cho nên cái người mà thiệt hại nhiều nhất ở trong đây nè, Khoa Búp cũng không thiệt hại, Vương Phạm cũng không thiệt hại, và ông Johnny Đặng càng không thiệt hại nữa. Có chăng là ông hứng chịu gạch đá thôi, đúng không? Và ông hứng chịu gạch đá thì ông chấp nhận mà, chịu đấm ăn xôi, đúng không? Chứ đâu có mất gì đâu, Khoa nó có mất gì đâu. Đó, chỉ là chỉ tội cho những người yêu mến Khoa Búp, những người ủng hộ Khoa Búp. Đó, những người mà gọi là họ đầu tư vào, họ đổ tiền vô, họ mua cái đồng coin này. Bây giờ nó chạm đáy rồi. Đó, nó chạm đáy rồi, coi như là giải tán mưu sinh. Đó, giải tán mưu sinh. Đó, bây giờ ông mua cho đá rồi, giờ nó chạm đáy rồi, còn mẹ gì đâu. Đó, là lỗ, nói chung ai cũng vậy, ai cũng mắc trắng. Ví dụ bây giờ ông bỏ 2 tỷ vô ông mua cái đồng coin đó, thì bây giờ nó xuống chạm đáy rồi, ông chỉ còn có 1/10 thôi. Đó, thì cái túi của ông bây giờ, cái tài khoản của ông chỉ còn 2 tỷ, giờ nó tầm khoảng 200 triệu rồi. Đó, hoặc chưa tới nữa, không tới 200 triệu. Có nghĩa là gì? Cái người mà đầu tư vô họ mất. À, chứ không ai mất cả. À, và cái này khả năng là một cái chiến lược đã được tính trước rồi quý vị. Đó, đã được tính trước rồi, nó nguy hiểm. Đó, cộng đồng mạng thì cứ rần là gì, đua nhau chỉ trích Johnny Đặng. Chỉ trích thì chỉ trích chứ làm gì được ổng, đúng không quý vị? Đó, cái đối tượng khách hàng của ổng là không nhắm vào người Việt Nam. Đó, họ chỉ lợi dụng cái người Việt Nam mình thôi. Đó, ổng lùa gà đâu quý vị, lùa gà. Đó, nó lùa gà Việt Nam mình vô, xong Khoa Búp thì bây giờ là vô can. Đó, Khoa Búp là cũng như là tôi cũng bị lừa vậy thôi. Đó là Khoa Búp vô can. Cuối cùng là ông Johnny Đặng này là lụm hết. Mà bây giờ mình cộng đồng Việt Nam mình đồng loạt tẩy chay ổng thì cũng đâu có ảnh hưởng gì ổng, tại vì quý vị biết rồi. Đó, ông này ổng đâu có về Việt Nam, và cái thị trường của ổng đâu có phải là dành cho người Việt Nam.
Đó, tất cả là dành cho người nước ngoài cả. Đó. Cho nên bây giờ kệ, nó cứ 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 tẩy chay, cứ chửi bới ổng kệ. Đó, miễn sao là ổng giàu, ổng lụm hết tiền là được rồi. Đó, còn Vương Phạm thì ngay sau đó thì Vương Phạm cũng nhảy lên làm một clip liền, quý vị thấy không? Đó, cũng đứng ra binh 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 khoa búc, và cũng du di là cũng như Dĩ Hòa Vi Quý đứng nói về hai người đó. Cho nên Vương Phạm cũng mang được cái tiếng tốt là gì, là binh khoa, rồi cũng là người là đứng ra dàn xếp các kiểu đó, và cũng dựa vào đó để có thể khuếch trương được cái thương hiệu của mình nữa, bất động sản đó, rồi các kiểu. Nói chung họ vẫn đang làm ăn với nhau, đúng không quý vị? Chứ nếu mà Khoa đang ở bên Mỹ thì nói thật ra mà trở mặt như vậy thì làm sao mà yên ổn với Johnny Đặng được quý vị, đúng không? Họ có cái đường đi nước bước của người ta. Đây là một, theo tôi gọi là một cái màn kịch, phải nói là công phu từ đầu tới cuối luôn quý vị, một màn kịch rất công phu đó. Nội clip mà Khoa đứng lên, Khoa nói là hiện tại Khoa đang gặp nguy hiểm, Khoa phải đi trốn qua Alaska, là tôi nghe nó mắc cười kinh khủng. Đi trốn qua Alaska tại vì sợ Mỹ Đen nó thủy tiêu hủ tiêu đó, mà Mỹ Đen thì nó sẽ qua Alaska, nó lạnh nó không qua được. À, cho nên tôi phải trốn qua đó. Có ai đi trốn mà có ai đi trốn mà lên làm clip nói mình đi trốn quý vị? À, đúng không? Đó, cho nên tất cả là kịch cả, màn kịch. Và khi mà đầu tiên là Khoa âm thầm rút ra, rồi Khoa âm thầm biến mất không nói gì, thì để cho ông Johnny Đặng này lấp la lấp lửng, rồi bắt đầu là bên này đứng lên là đính chính, bên kia đính chính này nọ bằng mọi giá, để làm chi? Để cho cái đồng coin này nó banh chành. À, nó banh chành thôi, nó banh chành. Mà cái đồng coin này quý vị nên nhớ là của ông Johnny Đặng nha, đồng coin của ổng nha. À, thì bây giờ nó chạm đáy rồi thì sao? À, người đầu tư mất tiền, người đầu tư mất tiền. À, cái này là tôi nói thiệt, quá công phu cái đầu óc của những con người mà gọi là kinh khủng. Và nếu thực sự mà cái việc này á là nó đúng á, nếu mà cái suy đoán của tôi nó đúng á, thì nói chung Khoa Búc có thể sẽ mất một cái lượng fan rất lớn đó quý vị. À, đúng không? Nếu mà cái theo cái suy nghĩ của tôi á, nếu mà nó đúng á, đúng như suy nghĩ của tôi và nhiều người dự đoán á, đó là Khoa Búc sẽ mất một lượng fan kinh khủng. Đó là gì? Lừa người Việt Nam mình đó quý vị, lừa người Việt Nam mình đó, và đánh vào cái thị trường của người Việt Nam mình thôi, và chấp nhận ăn một lần bỏ chạy đó, ăn một lần bỏ chạy để lừa người Việt Nam mình, đúng không? Tại vì cái đồng coin này đâu có ai mua, nó không ai biết, không ai mua. Khoa Búc mới là lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình, cái sức ảnh hưởng của mình để khuếch trương lên, rồi quay những cái clip đi review kim cương đồ các kiểu, rồi mới giới thiệu về cái đồng coin của ông này. Thì cái người Việt Nam mình họ mới yêu quý, họ hâm mộ, họ fan là fan của Khoa Búc, họ mới mua, họ đầu tư vào đó. Họ đầu tư vào thì bắt đầu là lên, thì bắt đầu là đổ 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 tiền vào, và cuối cùng đùng một cái vậy đó là một cái kế hoạch đó để cho nó giải tán, để cho nó tanh bành té bẹ ra. À, thực ra là trước đây 2-3 ngày thì đưa ra những cái giả thuyết về ông này ông kia đồ các kiểu, là bên này tại bên này tại bên kia, nhưng bây giờ hiện tại theo như giới quan sát đó, giới quan sát mà gọi là những người mà có thâm niên á, những người mà chuyên mà có cái đầu óc về lĩnh vực kinh doanh này nè, người ta thấy có cái mùi sắp xếp ở đây đó, có cái mùi sắp xếp ở đây, cho nên đó. Kinh khủng quá, kinh khủng quá. Tất cả thiệt hại là ai? Là khán giả, là những người yêu mến ủng hộ Khoa Búc, và là những người đổ tiền vào mua cái đồng coin này, bây giờ mất trắng. Đó, mất trắng hết. Chứ bây giờ quý vị tính ra ba cái ông nội này ông có mất gì đâu đó. Ông Johnny Đặng thì biết rồi, ôm luôn, ôm một mớ tiền đúng không đó, cùng lắm chỉ trích cứ đổ vô ổng đó, ổng ở Mỹ chứ không có về đây đâu. Rồi cái thứ hai, Khoa Búc cũng được hưởng lợi từ cái thương vụ này, nó cũng không mất mát gì cả, cũng vô can, nó vô can. Tôi là tôi kêu gọi vậy thôi, bây giờ ông nội này ông vậy đó chứ không phải tội tại tôi đâu, phải lại lỗi của tôi đâu. À, rồi Vương Phạm cũng được rất là nhiều qua cái vụ này đó, cũng là thánh bú liếm. Cũng được là nhiều người quan tâm, nó khuếch trương thương hiệu lên, quảng cáo tất cả các bất động sản của mình. Nói chung họ được rất là nhiều quý vị, được rất nhiều chứ không có mất cái gì cả nha, không bị mất cái gì cả, chỉ có người đầu tư vào là mất thôi đó. Cho nên quý vị, đây là một cái kênh, nó là một cái kế hoạch
hoàn hảo nha, một kế hoạch hoàn hảo có thể là được bàn tính rất kỹ rồi nha. Và nếu như thế thì khoa búp sẽ khiến cho không ít người thất vọng đó quý vị, không ít người thất vọng nha, và trong đó có tôi là một fan hâm mộ cực kỳ của khoa búp đây. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái tình hình này tôi thấy có mùi quá. Rất là nhiều người cũng đã nhắn tin cho Sơn Sàm TV, nói rằng là họ đã đổ tiền vào, họ đầu tư nha quý vị. Họ đã đổ tiền vào, có người đổ tới 2 tỷ nha quý vị. Có người đổ vào tới 2 tỷ mà bây giờ thì chỉ còn được có khoảng 100 mấy chục triệu thôi. Đó, coi như là mất, gần như mất trắng. Đó là chỉ là một người thôi đó nha. Còn very rất là nhiều người đổ tiền vào cái đồng tiền này. Đó, đổ tiền vào để mua cái đồng coin này. Và bây giờ là giống như là mất trắng. Quý vị thấy kinh khủng không? Rồi ok, cuối chương trình là một cái clip rất là hay, xin mời quý vị xem qua. Rồi, cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. Sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha. Đó, hàng Nhật, chất lượng Nhật, hàng của gia đình Sơn Sàm gửi trực tiếp từ Nhật Bản về, không quảng cáo cho ai hết nha, bảo đảm uy tín và chất lượng. Đó, các anh chị có thể truy cập vào cái Zalo này để tham khảo nha. Rồi, các anh chị mình ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Viber nha. Đó, Viber, còn các cô chú anh chị dưới quê mình dùng điện thoại cùng gạch Google gì đó thì mình có thể điện thoại trực tiếp cái số này. Đó, đặt hàng Sơn Sàm luôn. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, mỗi cái video clip thì Sơn Sàm mà giới thiệu sơ qua một vài món cho tất cả quý vị mình tham khảo nha. Rồi, đầu tiên là cái sản phẩm sụn cá mập nè, Power nè, đó, cái sụn cá mập của Nhật Bản nè quý vị. Đó, cái này thì nó cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị bị các vấn đề về xương khớp nha. Đó, ví dụ như là mình bị thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đi đệm nè, đau lưng nè, thần kinh tọa này đó, đau nhức xương khớp các kiểu, nó hỗ trợ rất là tốt luôn nha. Đó, cái này là 300 viên, một hộp này 300 viên cái sụn cá mập này nha. 300 viên em bán 3.750.000, 3.750.000 nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là cái sản phẩm hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hàng cao cấp luôn. Đó, hàng cao cấp luôn nha quý vị. Đó, rất là nhiều người đã ưa chuộng và sử dụng cái sản phẩm này trong thời gian vừa qua. Đó, cái này là các cô chú anh chị nào bị thiếu máu não nha, thiếu máu não đó, nó làm hoa mắt này, chóng mặt này, tê tay tê chân này, đó, cái đầu óc mình nó quay rồi các kiểu đó, thì cái này nó giúp bổ não nè, nó tăng cường oxy lên não nè, cũng như là nó cải thiện được giấc ngủ nè, nó làm mình ngủ ngon, ngủ sâu hơn nè, cải thiện trí nhớ và nó bổ não nha quý vị. Rồi, cái này là 300 viên em bán 3.500.000 luôn nha, 3.500.000. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm salon bát của Nhật này. Đó, salon bát nha. Đó, các anh chị mình đi rẫy, đi ruộng, chơi thể thao các kiểu, đau nhức chỗ nào mình dán vô chỗ đó nha. Đó, nó mát lạnh luôn, chút xíu nữa là bắt đầu nó nóng rất là lâu, và đặc biệt nó dính, nó không có rớt. Đó, cái salon bát của Nhật này nha, một hộp này nó có 140 miếng thì bán 590.000 nha quý vị. Rồi, 590.000, 140 miếng, dán dễ gì hết luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là cái viên uống giảm mỡ Onaka nè. Đó, giảm mỡ Onaka nha, các cô chú anh chị mình, các anh các chị muốn giảm cân giảm ký, ăn nhậu rượu bia nhiều các kiểu nè. Đó, rồi các anh chị làm văn phòng mình ngồi nhiều nè, nó có những cái vùng mỡ bụng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới rồi mỡ đùi, mỡ mông đồ các kiểu đó, thì cái này nó giúp làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm đó. Mình kết hợp với lại mình đi thể dục rồi các kiểu, mình ăn uống điều độ á, thì một liệu trình 4 hộp như thế này trong vòng 2 tháng nó sẽ xuống được 6 đến 10 ký nha quý vị. Đó, và đặc biệt cái này nó giảm cân, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Hàng của Nhật thì mọi người biết rồi đó, cực kỳ tốt cho sức khỏe, nó không có giật người, nó không có làm mình đừ người các kiểu. Thì một hộp này là 60 viên, mỗi ngày mình uống 4 viên. Đó, một hộp này thì mình uống được 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này mình uống được 60 ngày nha. Đó, một liệu trình 4 hộp như thế này uống 2 tháng. Đó, một liệu trình 4 hộp này bán 2.600.000 nè, 2.600.000 cái giảm mỡ Onaka nè, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, tiếp theo là cái viên uống đau vai gáy AS Plus nè. Đó, AS Plus nha. Đó, cái này là đau vai gáy, bị đau cái vai gáy sau lưng á. Đó, ai mà bị những cái bệnh đau vai gáy ngủ dậy nó đau cứng, đau tê luôn đó, thì cái này là 1.950.270 viên. Đó, cái viên uống đau vai gáy của Nhật Bản này rất là tốt luôn, đau vai gáy. Rồi, tiếp theo là cái sản phẩm Fukudan này. Fukudan phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, các anh chị nào mà gia đình mình có người thân đang bị ung thư, đang trong cái quá trình điều trị, xạ trị, hóa trị các kiểu đó nha. Thì đây, cái sản phẩm Fukudan này là được bác sĩ người ta khuyên dùng, mà Fukudan của Nhật Bản thì nó cực kỳ tốt. Đây là cái model mới nhất luôn nha quý vị. Đó, cái Fukudan này là phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, Fukudan AX nè. Cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư. Đó, nó ngăn không cho di căn và nó cắt đứt cái mạch máu, nó không cho chất dinh dưỡng nuôi cái tế bào ung thư đó, và nó tăng cái khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Một hộp này 150 viên. Đó, 150 viên thì uống phòng ngừa nè. Uống phòng ngừa thì uống ngày 5 viên, mà uống điều trị thì ngày viên nha. Đó, cái này em bán 3.500.000 luôn, Fukudan AX 3.500.000. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày Cowa. Đây, dạ dày Cowa các anh chị cô chú mình bị là đầy hơi nè, ăn không tiêu, ở nóng, ở chua đồ các kiểu nè. À, thì đây, viêm loét dạ dày các kiểu. Thì cái này là 300 viên em bán 750.000, 750.000 nha, dạ dày Cowa. Rồi, tiếp theo là cái thuốc xoang Chikunai, viên xoang Chikunai nè. Đó, Chikunai của Nhật Bản, cái này 224 viên. À, cái này em bán là hồi nào đến giờ là tự tin nha, 10 khách là hết 10 rồi. Cái riêng cái sản phẩm mà xoang này, các anh chị bị xoang mà xoang mãn tính, xoang lâu năm là xoang sàn rồi các kiểu nha. Dùng từ 2 đến 3 hộp là dứt điểm. Rồi, một hộp này 224 viên. Đó, em bán 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là cái viên uống trị tóc bạc đây. Đây, cái này đây. Đây kìa quý vị.
cái này là cái tinh chất từ mè đen nha, mè đen, nó làm tóc mình nó đen ra từ từ. Những người nào bị tóc bạc sớm, ví dụ như là hai mấy tuổi cũng bạc rồi, ba mấy, bốn mấy, năm mấy rồi nó bạc sớm á, đó thì cái này, riêng cái sản phẩm này các anh chị mình phải dùng, gọi là gì, dùng kiên trì đó, dùng kiên trì và dùng đều nha, đó phải dùng một liệu trình đủ 3 tháng đó. Một hộp, một gói này là nó có 60 viên đó, mỗi ngày mình uống 2 viên, gói này uống 1 tháng nha, đó uống 3 gói này là trong vòng 3 tháng thì tóc của mình bắt đầu nó đen từ từ, trong cái chân tóc nó đen ra đó. Nó đen trong cái chân tóc nó đen ra, mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu đó. Cho nên xài cái sản phẩm này các anh chị mình là phải kiên trì và bền bỉ nha, chứ không phải vội được đó. Muốn mình cho nó đen nhanh thì mua thuốc nhộn, mình nhộn cho nó lẹ đó ha. Đó, mà muốn hiệu quả lâu dài mình nên uống cái này đó. Một liệu trình 3 gói này em bán 2.4 triệu nha đó, viên uống trị tóc bạc này đó. 3 gói này em bán 3.4 triệu là 3 tháng. Có người thì 3 tháng là bắt đầu đen, mà có người tới 6 tháng nó mới đen nha quý vị đó. Cho nên xài cái này thì phải kiên trì. Rồi, một liệu trình 3 gói này em bán 2.4 triệu. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm collagen đó, cái sản phẩm làm đẹp dành cho các anh chị mình nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị đó. Nam nữ BD đều dùng được nha. Rồi thì đây, cái collagen PH là gì? Collagen PH thì đây là một cái sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản rồi, sản phẩm này là thương hiệu rồi chứ không phải tào lao đó. Nhưng mà ở trên này nó có 2 dạng bà con thấy không đó, một cái hộp màu trắng và hộp màu đỏ này. Cái màu đỏ này là dạng bột đó, dạng bột nha, và cái màu trắng này là dạng viên. Thì collagen là gì? Collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong cái da mặt mình nó bị giảm sút đi đó, thì nó làm cho cái da mặt mình nó nhăn nheo, nó chảy xệ đó, và cái da mặt mình rất là xấu, nó không có đẹp nữa. Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng rạng rỡ này, càng uống càng đẹp đó, như da em bé càng uống càng đẹp nha. Thì cái hộp này dạng bột này, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói nha, mỗi ngày mình uống 1 gói, hộp này uống 1 tháng thôi đó. Mình có thể pha với nước ấm, nước trái cây, rồi nước chanh, sữa tươi, rồi các kiểu mình uống nha đó, càng uống càng đẹp nha. Cái này thì em bán 900 ngàn một hộp này đó. Các anh chị là mua một liệu trình 3 hộp là em giảm còn 850 một hộp thôi đó ha. Nếu mà mua 3 hộp thì em giảm còn 850 một hộp thôi. Đó là cái dạng bột. Còn cái collagen dạng viên đó, viên uống quay pH uptake này nè đó, cái dạng viên này thì ở trong này nó có 120 viên đó, mỗi ngày mình uống 2 viên thì cái hộp này uống được tới 2 tháng đó ha. Thì cái này là 2.150.000, 2.150.000 nha, dạng viên này thì 2.150.000. Rồi ok, tiếp theo thì em xin giới thiệu cái nano giải độc gan đó. Giải độc gan, cái sản phẩm này là cao cấp luôn, cũng rất là nhiều người ưa chuộng đó. Các anh chị nào bị những cái bệnh về gan này, chức năng gan nó suy giảm rồi, ăn nhậu rượu bia nhiều rồi đó, mình nên sử dụng cái này ha đó. Uống từ 6 viên một ngày thì nó sẽ thải độc tố của cơ thể mình đi ra ngoài qua con đường nước tiểu nha đó. Mình uống cái này xong, sáng mà mình đi tiểu, nước tiểu mình nó rất hôi, nước tiểu mình nó thối quắc luôn đó. Mình dùng từ 2 đến 3 hộp này thì bắt đầu là cái chức năng gan mình nó trở lại, nó thanh lọc cái gan mình sạch sẽ luôn, chức năng gan mình nó trở lại như người khỏe mạnh nha quý vị. Một hộp này 330 viên nha, 330 viên em bán 3.5 triệu luôn, 3.5 triệu. Rồi ok, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái nội tiết tố đó. Cái nội tiết tố này dành cho các chị em phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nha, phụ nữ từ 30 tuổi trở lên BD không dùng được nha quý vị đó. Các chị phụ nữ từ 30 tuổi trở lên mà khi nào mà thấy trong cơ thể mình nó khó chịu, khó ở đó, khó ở là gì? Nó nổi mụn nè, rồi nó nóng trong người nè, rồi da nó sần sùi nè, kinh nguyệt không đều nè, nội tiết tố nó rối loạn nè, các kiểu. Thì đây mình dùng cái viên này thì nó cực kỳ hiệu quả luôn, nó làm cho cái da dẻ mình nó hồng hào, con người mình nó tinh thần mình nó thoải mái, nó giữ cái tuổi thanh xuân, nó điều hòa kinh nguyệt, nó cân bằng nội tiết tố, nó làm da dẻ mình hồng hào, nói chung là không có này nọ, nó tất cả các cái chỉ số về hormone rồi các kiểu nó sẽ điều hòa các kiểu nha. Rồi cái nội tiết tố rất là tốt luôn, em bán 1.150.000 nè, 1.150.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm nữa là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo, cái này là bồi bổ sức khỏe đó, bồi bổ sức khỏe gọi là tổng hợp luôn, và đặc biệt là chữa những cái bệnh thận hư nha đó, thận hư, phế hư nè, hay đi tiểu đêm, tiểu gắt rồi các kiểu nè đó. Đông trùng hạ thảo 120 viên em bán 2.850.000 nha, 2.850.000. Rồi tiếp theo là cái gel trị suy giảm tĩnh mạch này đó. Suy giảm tĩnh mạch, khi mà các cô chú anh chị mình bị tắc nghẽn tĩnh mạch và suy giảm tĩnh mạch đó, những cái chân hay những cái tay mình nó bị những cọng gân nó sưng lên, nó phồng lên đó quý vị đó, thì cái gel này mình bôi vào đó, mỗi ngày 3 lần mình massage, mình xoa bóp nó thiệt nhiều lên, là để gì? Để nó giãn nở những cái mạch máu ra đó, và máu nó lưu thông và nó sẽ cực kỳ hiệu quả. Rồi một tiếp này em bán 750.000 nha, 750.000 gel suy giảm tĩnh mạch nè. Rồi tiếp theo nữa là gì đó, cái sản phẩm tiêu chảy Serogan đó, tiêu chảy nè. Mỗi nhà mình nên có 1-2 hộp này để trong nhà đó, ai đi nước ngoài hay đi ngoài ra nước bắn phố bông đồ các kiểu nha đó. Tiêu chảy mà tiêu chảy nặng luôn, uống 1-2 viên cho nó cầm liền. Cái sản phẩm tiêu chảy nó rất là hay luôn quý vị đó. Một hộp này là 100 viên nha, 100 viên đó. Mỗi gia đình chúng ta nên có 1-2 hộp này để trong nhà à. Một hộp này em bán 340.000 thôi, 340.000 một cái hộp tiêu chảy này nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái sản phẩm nữa là cái linh chi đỏ đó. Linh chi Nhật Bản thì mọi người biết rồi, linh chi Nhật Bản thì cực kỳ tốt à. Cái này thì nó tăng cường sinh lý nè, tăng cường cơ bắp nè, đặc biệt là những người bị đau bị ốm mới dậy, cơ thể nó suy nhược, ốm yếu gầy mòn rồi đó. Và đặc biệt là trong cái mùa dịch vừa qua đó, có những người nào mà bị nhiễm dịch đó, nó gọi là bị nó bị dương tính đó, thì mình điều trị covid rồi này các kiểu, thì nó cơ thể mình nó bị suy nhược đó, thì mình bồi bổ cái này, nó giúp hấp thu tối đa cái chất dinh dưỡng mình ăn vô, cũng như là nó tăng cường cái khả năng đề kháng, và đặc biệt là ăn ngon ngủ sâu ha đó. Ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được thì chỉ có nước khiêng ra gò đó. Cho nên ăn được ngủ được này đó, cái này lên cân lên ký cũng như là tất cả đó, chỉ số cơ thể nó bồi bổ nha. Linh chi đỏ Nhật Bản em bán 3.5 triệu luôn nha. Rồi linh chi đỏ nè, 3.5 triệu.
Rồi tiếp theo là cái sản phẩm trị gút đây, gút. À, các anh chị cô chú mình bị gút á, à, mấy cái đầu ngón chân nó sưng lên, nó phồng lên, gọi là bệnh gút đó quý vị. Đó thì bệnh gút nha, cái này á, thì nó rất hiệu quả, nó cân bằng cái nồng độ urit cũng như là nó giảm thiểu, đó nó giảm thiểu cái những cơn đau do gút hành hạ, và đặc biệt mình sử dụng mình kiêng đạm á, mình bớt đạm lại thì nó rất hiệu quả luôn. Đó dài ba hộp là đã dứt điểm nha quý vị. Rồi cái này thì em bán 1.950.000 luôn, 1.950.000 một hộp 120 viên. Đó 1.950.000. Rồi cuối cùng là em xin giới thiệu cái Natto Kinase. Đây Natto Kinase cái sản phẩm này là cao cấp đó. Phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha cả nhà. Đó tai biến và đột quỵ. Đó những người già ở Nhật Bản người ta sống rất là thọ. Đó sống rất thọ nha. Tại sao? Tại những cái sản phẩm về sức khỏe nó rất tốt. Đó cho nên người ta sống thọ, và đây là một trong những cái sản phẩm đó nha. Natto Kinase 10.000 FU, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha. Ở này nó có 300 viên này. Em bán 3.850.000. Đó 3.850.000. Đó và cuối cùng nữa là cái chondroitin, cái này là xương nhện. Đó đau nhức xương khớp này, khớp háng, mắt cá chân, nói chung bị đau khớp là nó là siêu gọi là siêu việt về khớp nha. Đó cái này là 270 viên luôn, em bán 2.1 triệu. Đó 2.1 triệu luôn, còn rất là nhiều sản phẩm trong cái Zalo này, như là những cái bộ dao làm bếp này, đó những cái viên uống collagen, rồi những cái này nọ, những cái nhau thai cừu, rồi những cái tảo của Nhật Bản, rồi những cái mặt nạ dưỡng da, những sản phẩm này nọ rất nhiều ở trong cái Zalo này. Các anh chị có thể vào trong đây để mà tham khảo nha, kết bạn Zalo để tham khảo. Còn các anh chị nào ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Viber cho Sơn Sàm nha. Đó Viber là Sơn Sàm gửi đi tất cả các nước nha quý vị, nước nào cũng gửi được hết nha. Rồi còn các cô chú anh chị dưới quê mình dùng điện thoại cục gạch cục bắp gì đó, mình không có Zalo thì mình điện thoại trực tiếp với số này gặp Sơn Sàm. Đó mình cho địa chỉ với số điện thoại là Sơn Sàm ship tới nơi luôn. Đó ship tới nhà nhận hàng rồi thanh toán nha. Đó rất là ok, đảm bảo uy tín và chất lượng. Đặc biệt các anh chị nào phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó đây là kênh YouTube của em, hàng này hàng của nhà em. Đó em không quảng cáo cho hết cả nhà yên tâm. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch. Bye bye, see you again.